Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở tại khu đô thị Thanh Hà. Đấy, ở dưới khu đoạn đằng Sa La Hà Đông. Thế thì mình đang có mặt tại chỗ tòa các cái tòa chung cư HH ở đây. Đấy, rất là cao. Đấy, và đứng đây là lần đầu tiên mình đến cái khu đô thị này thì được mình khá là trầm trồ bởi một cái ngôi nhà biệt thự rất là to nằm giữa đây, và nó có rất là nhiều điểm, rất là nhiều thứ mà mình sẽ chia sẻ cho bạn ngay sau đây. Đúng không ạ? Toàn bộ cái khung nhà nó là khung nhà về 3 tầng, ở trên như mái kia là mái toàn làm bằng gỗ, nó kiểu phong cách là vừa hiện đại và vừa kết hợp theo không gian cổ, đồ gỗ rất là nhiều. Ở trong kia mình đang thấy là đang hoàn thiện cái phần về đồ gỗ, về cửa, nội thất trong nhà. Hoàn toàn là đồ gỗ. Chào anh. Ra đây. Đây, và bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn những phần đặc biệt nhất của cái công trình này. Có một khuôn viên, cổng nhìn gỗ rất là hoành tráng luôn kìa bạn. Đấy, sau này có cái chòi nghỉ. Có cái chòi nghỉ. Riêng cái hệ thống lan can tường rào đây. Đá gì anh Dương anh biết không? Dương anh đá gì anh biết không? Đây mình quay phía qua cam trước các bạn dễ nhìn. Toàn bộ là hệ là đá xanh. Nhìn rất là hầm hố luôn. Đấy, và chắc chắn. Bên trên là các cái phần sắt. Đấy, sắt mạ. Đây là nhìn kiểu ấy nhỉ. Nó mạ ấy chứ đúng không anh? Bên dưới này có một cái bể cá koi rất là đẹp. Đấy, buổi chiều đi làm về mà áp lực công việc mà căng thẳng mà ngồi đây thưởng thức chén trà, chén cà phê ở cái không gian cái chòi này. Đấy, ngắm bể cá koi này thì gọi là quá tuyệt vời luôn. Rất đẹp. Đấy, phía xung quanh là các cái cây về dương sỉ này. Đấy, các cây dương sỉ, các cây có một cây ổi nó trồi ra rất là đẹp các bạn ạ. Đây cái cây ổi này trồi ra, bên trong kia là cái cây cảnh kia, cây tùng lâm hay cây gì đó mình không nhớ chính xác tên. Rất là cao vươn đến tầng 2 của công trình luôn. Đấy, bên trên ngôi công trình kia thì cũng có hệ thống là sân và có các cái cây cảnh. Phía kia, phía trong này, phía bên trong kia là sân golf, một cái sân golf mini. Đấy, phía đang xa là sân golf mini này. Ở chỗ này là các cái phần tảng đá. Đấy, các cái tảng đá xung quanh cái khu hồ này, cái hồ, cái bể cá này nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, phía trên kia là phía dưới này là hệ thống đường nước. Đấy, tạo oxy cho bể cá này. Đấy, các bạn thấy những con cá rất là to và rất nhiều màu sắc, rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Và cái ngôi biệt thự này thì nằm ở trung tâm của cái khu đô thị Thanh Hà. Nếu quý vị và các bạn mà có cái cơ hội mà ghé qua đây thì có thể là qua đây tham quan xem cái không gian nhà này. Ở đây thì đang hoàn thiện cái phần nội thất của công trình nên là mình đoán là chắc là bên trong sẽ rất là đẹp đây, rất là sang trọng và mang kiểu thờ hoàng gia. Đấy, mình nghĩ như thế bởi vì nhìn đã thấy là biết chủ nhà rất là nhiều tiền rồi, đại gia rồi. Hệ thống tường rào nhìn rất là hoành tráng luôn. Buổi tối thì ở đây có các phần đèn hắt, các bạn thấy không? Đấy, các cái phần đèn hắt. Đèn hắt buổi tối nếu mà trời mà buông tối xuống thì có thể là còn đẹp hơn nữa. Đẹp hơn rất nhiều bởi hệ thống ánh sáng ở đây. Đấy. Cái kiến trúc của ngôi nhà này thì cũng tương đối là nó
kết hợp với cái hệ thống về mái gỗ bên trên kia thì nó cũng rất là đặc biệt. À, các cái phần họa tiết, ví dụ như cái con tiện kia thì nó mang cái phong cách kiến trúc rất là của Việt Nam luôn. À, chứ nó không có mang cái phong cách Ý hay là châu Âu hay là châu Mỹ gì cả. Hoàn toàn là giống như là một cái ngôi nhà ở vườn quê Việt Nam mình. Đấy, một lần nữa thì mình quay lại cho bạn cái bể cá này. Mình rất thích cái bể cá này. Đấy, bể cá koi. Cái bể cá này thì các bạn biết là nó xuất phát từ bên nước Nhật Bản thì cái nguồn cá này rất là nhiều. Rất được ưa chuộng và bây giờ nó du nhập về Việt Nam mình thì rất là nhiều người sử dụng. Ở trong miền Nam thì mình thấy là rất nhiều nhà biệt thự, nhà vườn là họ cũng ấy, ở trong kiến trúc miền Nam ấy, ở trong Hồ Chí Minh ấy. Rất là nhiều nhà chơi cái bể cá koi này ở trong cái sân vườn nhà ở của mình. Khuôn viên rất là rộng. Đấy, hệ thống ánh sáng đang được bật lên khi mà trời tối. Cái hệ thống mà bàn ghế gỗ ở đây nhìn cũng rất là tinh xảo. Bàn trà. Đây mình quay gần hơn nữa cho quý vị và các bạn cùng xem. Đúng là một cái không gian sân vườn như mơ ước của bao nhiêu người. Rất là đẹp. Ở trong phía sân kia là lát đá sẫm màu, lát gạch màu sẫm. Bên ngoài này là các cái phần không gian của sân vườn của khu đô thị thôi. Các cái tòa dãy chạy chung cư. Nhưng mà đặc biệt mình đến với cái khu đô thị Thanh Hà này thì mình bị trầm trồ ngay, bởi vì là ở giữa cái khu đô thị này thì có một cái phần không gian nhà ở giữa cái trung tâm khu đô thị này. Ở giữa có một cái ngôi nhà sân vườn, biệt thự sân vườn này. Đấy, mà ở các cái khu đô thị khác thì gần như là chỉ là các cái dãy nhà về nhà biệt thự ấy thôi, liền kề hoặc là biệt thự song lập thôi. Rất là đẹp. Khu đô thị này thì có khuôn viên rất là rộng, nhìn ra xa, bạn nhìn ra xa ra bên kia thì nó là cả một cái hồ rất là rộng luôn. Có thể là hai vòng hồ nó tương ứng khoảng tầm 3 km. Chạy hai vòng hồ. Đây là cái tòa HH 02 ABCDE của khu đô thị. Không biết mình quay các bạn có nhìn quan sát rõ hay không. Thì hôm nay là mình đến đây là đến với nhà một ông anh chơi. Ông ấy rủ sang nhậu bia và cũng như là tham quan nhà mới của anh ấy ở khu này. Thế thì tiện đây mình chia sẻ với bạn được thưởng thức một cái không gian, một cái ngôi nhà biệt thự có cái sông ra sân vườn cực kỳ là đẹp. Đúng là mơ ước của bao nhiêu người. Đến mình thì mình cũng rất là mong muốn là sau này mà có điều kiện thì cũng có thể là tự đầu tư cho mình một cái không gian sân vườn và một cái bể cá nó tương tự. Có thể là nó không được đẹp như thế này, hoành tráng như thế này, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng hết sức cho cái không gian ngôi nhà mình nó được thêm thiên nhiên và đa dạng hơn. Ok, bây giờ thì cũng trời sầm sầm tối rồi, mình sẽ đi lên nhà ông anh đây. Đấy, vừa rồi thì mình vừa giới thiệu cho bạn về cái không gian cái ngôi nhà biệt thự bên trong kia, cũng như là cái sân vườn nhìn rất là hoành tráng và đặc biệt. Đấy. Thì quý vị và các bạn, cảm ơn các quý vị và các bạn đã xem, và nếu như mà quý bạn thấy hay thì hãy để lại một like và một share cho video này của mình nha. Và hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo hay hơn nữa về cái chủ đề về các cái không gian nhà ở, nhà quê, biệt thự, nhà lô phố, đấy, hay nhà các cái biệt thự sân vườn. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Xin chào.